Radio TK 500 này cho các bạn xem. Và đối với tôi sẽ đánh cá bảy cá rô đồng. Và bây giờ tôi sẽ cắt nước để cho máy chạy. Sau khi cắt nước thì các bạn khóa các cửa lại và đổ cá vào. Đóng chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Vâng, sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động và chúng ta cùng nhấn nút để đẩy ra ra. Sau khi các bạn mở nắp này. Sau khi chúng ta test chiếc máy Radio TK 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy đánh bảy cá TK 500. Chiếc máy này thì phù hợp với các cửa hàng hoặc là quán ăn có công suất lớn dùng để đánh các loại bảy cá. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây là chiếc máy của chúng ta. Đây là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh vảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh đẩy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh vảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Cái máy đánh vảy cá TK 500 này thì có motor công suất là 2,5 kW và được bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng. Và sau đây thì tôi sẽ test đánh vảy cá lóc cho các bạn xem.